Khi nhóm quái xế lái xế độ biểu diễn ở cầu Sài Gòn, giáp tranh quận Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thì lực lượng chức năng đã chặn cầu vây bắt. Sáng nay ngày 16 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, PC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an phường 22, quận Bình Thạnh, chặn bắt thành công 40 thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gồm 30 nam và 10 nữ, tuổi từ 17 đến 23, cùng 36 xế độ tại khu vực cầu Sài Gòn. Trước đó, tối ngày 15 tháng 8, nhóm quái xế di chuyển xế độ qua cầu Sài Gòn, hướng quận Bình Thạnh qua thành phố Thủ Đức, để so kèo biểu diễn tốc độ thì lực lượng chức năng đã tiến hành chặn hai đầu cầu. Nhiều thanh thiếu niên trong đoàn này thấy công an nên tìm cách bỏ chạy tán loạn. Đội cảnh sát tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng PC08 phối hợp cùng công an phường 22, quận Bình Thạnh, bố trí lực lượng chốt chặn không để xảy ra vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn công an đã đưa nhóm quái xế về trụ sở công an quận bình thạnh để lấy lời khai qua làm việc nhóm quái xế khai do bạn rủ và đam mê tốc độ thích thể hiện bản thân nên tụ tập ở cầu sài gòn để biểu diễn